chào tất cả các bạn. Em chào anh chị. Em Quỳnh Nhi đang ở nhà xe rồi này các anh chị ơi. Và ngày hôm nay thì em Quỳnh Nhi đi đâu? Lại đi về quê Nghệ An. Em Quỳnh Nhi lại đi về quê Nghệ An. Sao mà Quỳnh Nhi đi về quê Nghệ An mà sao kiểu nghe buồn buồn đấy ta? Em Quỳnh Nhi không muốn về hả? Con đau mắt. Ôi, em Quỳnh Nhi đang bị đau mắt các anh chị ơi. Ơi thương chưa? Các anh chị chúc em Quỳnh Nhi nhanh khỏi đau mắt đi. Nhờ. Dạ. Ừ, có khó chịu không? Không. Không khó chịu á? Hay là em Quỳnh Nhi ở nhà ở Hà Nội đi để bố với mẹ về thôi? Không. Bị đau mắt nhưng mà vẫn tinh nghịch lắm. Thôi, mẹ nhỏ thuốc rồi, mong là mai kia khỏi để đi ăn cỗ cho vui vẻ nhá. Lần này thì em Quỳnh Nhi lại về tiếp tục ăn cỗ này các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì cả gia đình Hoàng Nheo sẽ quay lại cái tiệc đám cưới ở quê nhà chị như thế nào thì sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhá. Để xem là đám cưới Nghệ An có khác đám cưới ở chỗ mọi người không nhá. Bây giờ đi vào đây để đợi xe chưa đến. Cả nhà đến sớm hơn 30 phút để đợi xe nè. Phải không? Ôi trời, ngáp nè. Con ngủ hả? Vào. Thôi được rồi, lên xe thì đi ngủ nhá. Ôi trời ơi, năm nay là em Quỳnh Nhi về quê ngoại hơi nhiều, thích được đi xe giường nằm lắm đấy, đúng không? Dạ. Bảo là được đi xe giường nằm ban đêm nên là hào hứng lắm, nhưng mà đúng lúc là bị đau mắt luôn. Ngủ. Ừ, nên là ngủ luôn. Các anh chị đã đi xe giường nằm chưa? Đấy, em Quỳnh Nhi ngủ như thế đó. Quỳnh Nhi ơi. Dạ. Xe đây rồi này. Vâng. Đây các bạn ơi, đây là xe VIP nhá. Đây này. Nghệ xe An, Thanh Hóa. Đây là xe Hải Bình các bạn ạ. Đó, đây là xe VIP. Xe này bố xe này. Ơi bố, hả? Mình có đến Hải Bình đâu mà đây là xe Hải đâu, Bình. Đây là xe của nhà Hải Bình như con. Đây này. Vâng. Đây. Nhà xe Hải Bình kính chào quý khách. Đấy, các bạn ơi, ở trên này là dạ. Xe VIP nhá. Một cái ghế ngồi được mấy người nằm con? Hai người. Hai người con với mẹ nằm thoải mái phải không? Vâng, bố nằm một mình. Đúng rồi. Thoải mái. Bố nằm một giường rất là rộng rãi luôn. Các bạn ơi, xe này cực kỳ dài nhá. Đấy, đây khoang dưới này là để hành lý với hàng đây này. Đó. Ở đây rất là nhiều luôn. Ở dưới này nữa. Cái này này, ở trên này cũng có người ngồi rồi các bạn ạ. Đó. Đây. Đây các chú đang cho hàng vào này. Có ai đã đi xe Nghệ An của xe Hải Bình về quê Nghệ An chưa nào? Quỳnh Nhi ơi, con đi được bao nhiêu lần xe này rồi? Con đi xe 11 giờ rồi. Con đi nhiều rồi chứ? Vâng. Em Quỳnh Nhi đi rất nhiều rồi. Hả? Con mèo kìa. Ừ, đây này, để các bạn ơi, có hai con mèo về tí này. Hai con ra nhé. Ừ, để con than cho mèo. Mèo, mèo, mèo. Thôi, con đi vào đây đi. Đi vào đây chuẩn bị mình lên xe nhá. Con chỉ chào nó đấy. Như này. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên xe nhé. Quỳnh Nhi đứng gọn về đây nào. Đấy, mình sẽ chuẩn bị lên xe này nè. Đợi mẹ Hằng, sau đó mình lên xe luôn nhé con nhá. Đi, mẹ Hằng đi vệ sinh. Ok. Lên xe. Let's go. Có sợ mùi. Lên xe rồi. Lên xe để ngủ. Quỳnh Nhi ơi, lên xe nhớ để dép vào túi nha. Vâng. Đây, cho Quỳnh Nhi tự làm nào. Nhìn. Ui giời. Em Quỳnh Nhi thấp quá không trèo lên được. Lên đi con, lên trên kia xong để dép vào túi cho bác. Yes. Đấy con. Dạ con, để con để Dương bỏ dép mày luôn. Vẹ 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 vẹ. Vẹ vẹ vẹ. Dừng nào. Xe bộn, xe nắm. Hả? À, xe nắm. Xe nắm, xe sậu. Dưới thứ ba thứ một này. Dạ. Về đi này. Dạ. Em có việc. Một hai ba. Dạ. À, mẹ ơi, mình làm nấu. 1, 2, 3. Một hai ba. Dạ dạ. Bỏ đi đi, quay kia. Đấy, đi con. À, cái đường con định rồi. Dạ. Ba người với bốn bóng. Đâu, nằm đâu đây? Giường thứ ba đây. Giường thì bên này rồi. Quỳnh Nhi vào đây. Đây giường em Quỳnh Nhi, trên này giường bố Hùng à? Sao đấy? Mùi hả? Mùi. Em Quỳnh Nhi bảo mùi. Không sao. Đây bật đèn lên con.
Ui dồi ôi, ngáp này. Bật đèn đâu con? Đèn. Ô. À, đây. Ta-da. Vẫn giống như những cái giường như mọi khi các bạn ơi. Ôi mẹ ơi, nhìn này. À, ở đây có cả tivi này. Ô, sao tự dưng nó bật? Mẹ không biết, mẹ vừa bật LCD này. Hay mẹ cứ bật LCD đi. LCD đó. Không lên nữa đâu. Ôi kìa kìa. Không biết là có xem được tivi không? Đây lần đầu tiên em Quỳ Nhi lên xe mà có tivi luôn đúng không? Ồ. Không. Không lên sóng, không lên hình gì hết. Cứ như thế thôi. Đây. Mới đầu lên thì chúng ta sẽ mở cái này lại. Đẩy cái này lên để ngắm phố phường nhá. Đó, tí nữa ngủ thì Quỳ Nhi sẽ ấy xuống. Đây. Bịt khẩu trang vào. Bịt khẩu trang vào, không quên xem mùi xe, say xe đấy các bạn ơi. Mình đi xe đường dài cũng nhiều lúc cũng hơi say. Khát nước nhở. Mình không biết mua một chai nước Quỳ Nhi nhở. Biết trên xe này có nước không? Tí bố Hùng lên hỏi xem có nước không bố Hùng nhá. Ok. Rồi, bây giờ là ngủ một giấc và sáng mai là có mặt tại Nghệ An các bạn ơi. Sáng mai có mặt tại Nghệ An á. Sáng mai mình sẽ quay đâu? Cho tất cả các bạn xem nhá. Không phải sáng mai. Thì sáng mai còn gì nữa? Tối mai à? Tối hôm nay 5 tiếng nữa. Hẹn các bạn 5 tiếng nữa tại Nghệ An yêu dấu. Con buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá à? Thế em ngủ đi. Chắc là hôm nay ngủ ít mà. Hôm nay đi học về ngủ ít đó. Lạnh không em? Tí nữa là lấy chăn nhá. Còn lâu em Quỳ Nhi bảo là buồn ngủ thế nhưng mà lên đây cứ phải nghịch một lúc đã. Đấy, bấm hết cái này đến cái nọ. Ở đây thì chúng ta có thể để kẹt tóc này, để chai nước vào đây. Đó. Ok, thôi tắt đèn rồi. Đấy, tắt đèn rồi, bố Hùng đi lên đi. Hẹn gặp lại các bạn ở Nghệ An nha. Ok các bạn ơi, mình đã đến hai mẹ con đây rồi. Đây, hai mẹ con ơi. Lên đây này. À, đấy. Có nước rồi à? Ừ, đấy. Ở trên xe này cung cấp cả nước đấy. Các chị cứ uống nha. Vâng. Quỳ Nhi cứ uống không con? Ừ. Đấy. À, uống nước gì mà mình đang tại cái chai này bé mà. Uống đi xong rồi tí nữa con ngủ một giấc sáng mai dậy nhá. Ừ. Ok. À, hai con ngủ nhá. Mong là ngày mai em Quỳ Nhi có thể khỏi mắt để ngày kia là đám cưới nhờ. Ok, thế bây giờ đi ngủ sớm đi, xong rồi mai là khỏi luôn. Ừ. Ok, à, bye bye nha. Bye okay. Bye Quỳ Nhi, chúc hai mẹ con ngủ ngon để nha. Để mẹ phải nhỏ thuốc mắt cho em Quỳ Nhi một lúc đã. Okay. Bye bye. Bye bye. Đâu? Đây, bật đèn lên con. Ok. Đây, để nhỏ đó. Tại vì nhỏ vệ sinh cho sạch sẽ thì mới nhanh khỏi được. Đây, các bạn quá. Đây, đường ngoài đây này. Đấy. Xe đã chạy rồi. Xe chạy rồi đây này. 9 giờ xuất phát từ Hà Nội. Chắc tầm 3 giờ đến 4 giờ là có mặt tại Nghệ An. Nếu mà xe chạy nhanh thì tầm 2 giờ là đến đấy. Ok. Nào, từ từ, cất cái gối đi con. Đây, các anh chị xem em Quỳ Nhi giỏi lắm. Xe nhỏ ít thôi nhá. Vâng ạ. Đấy, cái này là nước muối. Đang rửa đã. Từ từ. À, từ từ. Tôi có nhỏ xong rồi. Nhỏ bát ạ. Hả? Nhỏ bát ạ. À đây, nhỏ mắt để mẹ lấy đi. Từ từ, đừng thò tay vào tay con bẩn. Nhiều dữ ơi. Em Quỳ Nhi đang bị đau mắt nên nhiều dữ lắm. Nào, nhắm mắt lại để mẹ lau sạch mắt đi. Con ngủ thôi. Ngủ thôi á. Chắc là mắt đau nên là cũng không muốn mở mắt ra. Đúng không? Vệ sinh cả hai mắt không thì có mà lây luôn cả mắt bên này. Lấy hai mắt tuổi. Ồ, lấy hai mắt rồi à? Ở bên này cũng có nhiều giữ mắt đây rồi. Trương quá, trương quá. Ok, thế hai mẹ con vệ sinh mắt cho Quỳ Nhi xong rồi đi ngủ nhá. Vâng, bố lên ngủ đi. Ok, bye bye hai mẹ con nhá. Bye chào bố. Đây các bạn ơi, xe VIP nhá, xe VIP có cả đây này. Đây là cái đấm lưng này các bạn thấy chưa? Đấy, đấy nhá. Ví dụ mình vẫn đấm này. Đấy, mình có thể chuyển đây này. Chuyển có rất nhiều chế độ nhá. Đây, chế độ vỗ bằng tay này. Đây, vỗ bằng tay. Chuyển tiếp. Rất chi là đã nhá. Đó, đây là có cả thời gian luôn. Mình mà ngủ mình sẽ đặt tầm khoảng 10 đến 15 phút. Tí nữa đấm lưng đã rồi là mình sẽ ngủ say luôn các bạn ạ. Đấy, ở đây có rất nhiều luôn. Đây, có thể bật đèn này.
đấy, đèn đây, chân đây. Mỗi mỗi giường sẽ có một cái chăn như này các bạn. Lên đây điều hòa lạnh lắm. Đây, đèn trên này thì sáng chói luôn. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Mình bật thử tivi xem là có được không? Như tivi không được rồi các bạn ạ. Mình tắt đi luôn nhé. Ở đây có thể sạc điện thoại này, sạc USB này. Đấy, đây có tai nghe đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đường cao tốc đây này. Xe chạy siêu nhanh luôn, tầm khoảng 5 tiếng đồng hồ là ngày mai đến rồi. Chào các bạn, Nhạc Quỳnh Nhi đã đến Nghệ An rồi nè. Và đã ngủ dậy rồi các bạn ạ. Hôm qua tại vì 3 giờ sáng mới đến đây xong rồi là bị thức giấc giữa chừng ấy. Nên bây giờ em Quỳnh Nhi mới ngủ dậy nè. Không biết là bà ngoại làm cái gì đây. Hôm nay bà ngoại chiêu đãi Nhạc Quỳnh Nhi món gì đấy bà? Bà ngoại đang làm gia vị để nấu thịt đấy. Thịt vịt, à thịt ngan là thịt. Gia vị để nấu thịt nè. Ở đây là có riềng với sả bà đã giã ra rồi. Đây, có cái lá này á, chỉ có ở Nghệ An mới có thôi. Đó, bố lá mẹ này ơi. Á, thơm ơi là thơm luôn. Các anh chị ơi, ở trong này là ốc. Ui, bà ngoại còn có cả ốc nữa nè các bạn ơi. Mẹ ơi, mẹ... ốc to chưa này? To nhưng mà mẹ ơi, mẹ đã kỳ cọ nó chưa? Mẹ kỳ cọ sạch rồi. Bây giờ mẹ phải cho nước vào, sôi lấy quả trứng. Mẹ đọc ra, mẹ cho vào trong này để nó nghe hết cả bản ra. À, phải thế nữa hả? Vâng. Ai bảo con như thế? Có xem trên TikTok. Ê, em Quỳnh Nhi là suốt ngày xem TikTok nên là cũng biết được nhiều thứ đấy nhờ. Nhưng mà cái này á, ông bà ngoại đã bắt được mấy ngày rồi, chắc là ngâm nó đã nhè hết cái bẩn ra rồi Quỳnh Nhi ạ. Hay là thử xem. Thử á, ok, thế tí nữa để xem là bà ngoại có trứng thì mình thử nhá. Vâng. Cái này xong chưa bà? Xong rồi. Đây, thế này là đi luộc à? Bỏ vào một ít lá chanh nữa. À, lá chanh, mình đi hái lá chanh đi. Vâng, đi thôi. Xả ở dưới rồi. À đây, cây chanh của ông bà ngoại. À, trước khi hái lá chanh thì em Quỳnh Nhi dẫn anh chị đi xem một cái con vật nào. Đây. Đây. Đây đây. Cứ thấy em Quỳnh Nhi lạ lạ này. Đây. Tên, tên. Từ từ nha, còn một bí ẩn nữa là con nhé. Bí mật ở bên trong kia kìa. Con nghé đây. Wow. Đây là con trâu màu gì đây Quỳnh Nhi? Màu hồng. Màu hồng á. Đây là trâu màu hồng nè. Trâu bạc đó. Mà vừa mới đẻ thêm một con nghé con nữa. Em Quỳnh Nhi thích lắm luôn á. Hay là các anh chị ra đây xem rõ hơn này. Ra đâu? Ra đây. À đi sang bên đấy á. Đây đây. Sang bên này được con. Kia kìa, hello nhé. Chị về rồi nè. Con trẻ con nhé nó thấy dễ thương rồi. Ui, bên này có gì đây? Vịt. Vịt này. Sao được mấy con vịt nhở? Ôi, ở trong kia còn có cả ngan nữa. Này, hay là ở đây cho mình ăn hết đàn vịt của ông bà ngoại rồi mình đi. Không. Trời ơi. Đây, con trâu hồng ăn cỏ với ăn rơm này. Ôi dồi ôi, mấy con chó mới đẻ ra mà thấy nhà Quỳnh Nhi lạ quá nên là cứ thấy ra ngoài là sủa thôi. Tên 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 nhà mẹ Hằng thì trước mặt đấy chính là một sân vận động rất là to luôn. Ngoài sân vận động ra thì một con bên cả... này còn có cả gì đây nhở? À, trường học. Trường học gì mẹ? Trường tiểu học đó. Ngày xưa là mẹ Hằng học ở bên này nè. Trường tiểu học đi gần nữa là gần luôn. Đánh trống tùng 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 rồi thì mới xách cặp chạy đi học đó các bạn ạ. Đó. Nhưng mà mẹ là đường kìa lúc mẹ dạy mấy giờ? Em Quỳnh Nhi xuống xe ở kia. Mẹ dạy á. Mẹ dạy giống con bây giờ này, 6 giờ là mẹ đã dạy rồi. Trong này có một vườn nữa nhưng mà toàn là cây rậm rạp thôi. Đấy. Bây giờ mình vào luộc ốc nha. Tí nữa mình ăn ốc nha. Ốc cho hài là trắng. Tên tên. Quỳnh Nhi ơi. Vâng. Ốc chín rồi đây. Nhìn này. Ui. Đó. Nó bỏng nha con ơi. Đấy các bạn ơi nhìn này. Tên tên. Đây là lá chanh này. Ốc này. Để mẹ đi vớt ra cái rổ nhá. Quỳnh Nhi cầm cái này đi. Ý, thơm nức mũi luôn các anh chị ơi. Này, lấy cái này để vớt con ốc ra. Nhìn nè.
Ở đó. Trong này có nước không? Có nước con ạ. Nó con ốc nó tự nhả nước mà đó. Nó há hết miệng ra rồi. Ở bên dưới có sả này, ở bên trên có lá chanh nên là thơm lắm luôn á. Mùi thơm. Mùi thơm nhờ. Đấy. Wow. Đây, ốc to lắm luôn. Cái ruột nó to lắm luôn á. Ốc con ốc, hai con ốc là to thế. Đây, con này tí nữa cho Quỳnh Nhi ăn này. Đây, con này nữa. Con nào to cho con ăn. Con làm bé của ông bà với cả bố luôn. Ôi trời ơi. Đen đen, mời tất cả các bạn ăn ốc nha. Ốc siêu to khổng lồ luôn. Đây, để mình ăn một con cho các bạn xem nha. Đen đen đen, nhìn thôi. Đó. Uầy. Ốc này ngoài ngoài miền Bắc gọi là ốc nhồi hay sao á. Không biết ở trong này gọi là ốc gì đây. Chấm đẫm vào nước chấm nè. Ăn cay cay một chút mới ngon. Đấy. Uầy. Bị rơi. Đây, mời các bạn. Nước chấm ngon lắm các bạn ơi. Lâu lắm rồi không được ăn ốc ngon thật luôn. Đấy, ăn thêm một con nữa xong rồi cho anh Hùng ăn nhá. Đó, lại chấm tiếp. Mình thì ăn cái phần trên đầu thôi chứ không ăn cái ruột của con ốc đâu. Đây cho anh Hùng ăn này. À, có ăn ớt đâu? Không, ăn được ốc không thôi. Đấy. Ngon không? Quá, lâu lắm rồi mới được ăn ốc nhồi ấy. Ngon nhờ. Ở ngoài kia toàn ốc bận, ốc bé bé phải không? Mà ốc này á bán hơi bị đắt luôn. Đúng rồi. 80.000 một cân nó. To như thế này mà các bạn. To lắm đây. Thấy chưa? Nhìn tớ cầm này. Siêu to luôn các bạn. Chấm cay 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 sụt sạt ăn ngon. Cho anh một con nữa đi. Ok. Ok. Đây. Xả nước chấm xả ớt. Như nào? Ngon đúng không? Quá là tuyệt vời luôn. Nhìn này các bạn ơi, mình đã có mặt tại đám cưới rồi. Và đây là đám cưới của đứa em trai mình. Đây, cô dâu chú rể kia kìa. Chú rể rất là đẹp trai đúng không? Đấy. Màn hình kia là màn hình LED chạy liên tục như thế luôn. Tí nữa thì nhà gái đến và chúng ta sẽ ngồi mâm. Đây là mâm cơm đang chuẩn bị lên đồ. Đấy. Hello, em Quỳnh Nhi vào đây. Đây, hôm nay em Quỳnh Nhi mặc một chiếc váy rất là đẹp, xoay cho anh chị nào. Quỳnh Nhi chào anh chị đi. Em chào các anh chị. Hello. Hello, đây, Quỳnh Nhi xoay váy cho các anh chị xem có đẹp không nào. Wow, trời ơi, đẹp thế. Hôm nay mặc đẹp nhưng mà quên mất đi đôi giày này hơi bị xấu một tí. Nhưng mà em Quỳnh Nhi bảo là đi cái này cho đỡ bị đau chân. Đấy, hôm nay outfit của hai mẹ con có xinh không các bạn ơi, đúng không? Vâng, con có 3 cái nơ. Con có 3 cái nơ nữa luôn. Ở trên kia cũng là mâm cơm nữa. Tí nữa thì đi đón nhà gái xong rồi về đây rồi giao lưu các kiểu xong rồi sẽ ăn cơm với nhà gái luôn nha các bạn nhá. Kìa kìa, Tiến Hiếu với Mai Nương rất là đẹp đôi. Em trai mình thì lấy vợ tận ở trong Đắk Lắk luôn các bạn ơi. Rất là xa xôi luôn đó. Nhưng mà không sao đúng không? Hạnh phúc là được rồi. Chúng mình đi xem một tí đi. Vâng. Đây là tí nữa sẽ rót rượu. Tí nữa rót champagne ở đây nhá. Con biết. Rót champagne ở đây này. Yêu yêu. Ôi, còn bên này sẽ là chắc là để đặt bánh gato nè. Ui. Yeah. Mình chết. Thôi, mọi người đừng nghịch ở đấy. Hai bạn đừng nghịch ở đấy nào. Đây, dàn âm thanh ánh sáng đang chuẩn bị luôn. Đám cưới ở chỗ mọi người có như thế không? Đây là đám cưới ở chỗ mình nè. Đó. Đấy, nhạc lên rồi. Chắc là cô dâu sắp đến rồi và chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhá. Bây giờ đi ra ngoài background chụp ảnh một tí đi. Đây, đội trưởng đội tiếp rượu nha. Bên này là team chú rể nè. Đấy, nhìn này. Đây là team cô dâu chú rể đây nè các bạn ơi. Rất là xinh luôn đúng không? Đây này mẹ. Ngoài này là chỗ để uống nước. Đây, em Quỳnh Nhi có chụp ảnh không? Ôi giời ơi, yeah. Xin chào các bạn nè. Ý, con chào cô dâu. Con là team cô dâu hả? Mẹ là team chú rể.
Ok, bây giờ đang đợi khách mọi người ạ. Đang đợi khách nên là hơi ít người. Nhưng mà đến là một trong số những người đến sớm nhất. Ô mẹ ơi, nhìn dạ. À đây là để tí nữa ăn xong. Hả? Cá. Cá đâu mà cá. Cái này tí nữa ăn xong để chúng ta rửa tay đó. Nước này là nước chanh, ăn nặn chanh ở trong đấy rồi. Rửa ra thơm. Alo các bạn ơi, đây đã đến giờ rất dâu về rồi đây này. Đấy, đây là cô dâu chú rể nhá. Đây, các bạn xem đây. Đã đến giờ đẹp rồi, giờ là cô dâu chú rể sẽ vào đây. Đây, để tí cho các bạn xem nhá. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Cô dâu rất là đẹp nha. Chú rể cũng đẹp trai, cô dâu thì xinh gái đây này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trong này làm lễ. Đây là lễ cưới ở Nghệ An nhá. Cho các bạn xem này. Đây, đây là cô dâu đẹp, mẹ chú rể đang trao quà cho cô dâu đây. Ở đây thì... nhiều quá đeo mãi không xong. Bây giờ ước gì mình được cưới lại một lần nữa các bạn ạ.